tất cả các bạn một cách, một kỹ năng đó là tô màu. Kỹ năng tô màu rất chi là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Giờ mình đã tô xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Lòng Hàng về rồi. Tí mai đây nghe nhạc vui.
là mình tô màu xong, nếu các bạn nghe mình xin một like đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cách, một kỹ năng, đó là tô màu. Kỹ năng màu rất chi là sắc. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Là mình vết màu xong nữa thôi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi.
xong, nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.